Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Video ngày hôm nay thì Trinh sẽ kể cho mọi người những sản phẩm mà Trinh đã yêu thích nhất trong tháng 2 vừa rồi mà Trinh đã sử dụng rất là nhiều. Trong đây thì đa số sẽ là những sản phẩm skincare dưỡng da. Mọi người biết là tình yêu của Trinh đối với skincare dưỡng da là như thế nào rồi. Bên cạnh đó thì cũng có sản phẩm makeup. Và đặc biệt trong đây có một sản phẩm là dụng cụ làm đẹp và Trinh rất là yêu thích và Trinh không thể nào chờ lâu hơn nữa để khoe với mọi người cái sản phẩm này. Nếu mà bạn nào có hứng thú với những sản phẩm mà Trinh vừa mới bật mí hé hé đó thì cùng tiếp tục theo dõi video với Trinh nha. Let's go! Sản phẩm đầu tiên mà Trinh rất yêu thích trong tháng 2 vừa rồi đó là một sản phẩm sữa rửa mặt đến từ Melano CC. Em này là sữa rửa mặt dạng bọt, có nghĩa là nó sẽ tự tạo bọt khi mà mọi người chỉ cần pump trực tiếp từ cái vòi pump này. Và bọt mà nó tạo ra từ cái sản phẩm này phải nói là cái chất bọt mịn nhất mà Trinh đã từng sử dụng. Nếu mà bạn nào có xài qua whipping cream khi mà mọi người ăn kem hoặc là làm bánh á, thì mọi người sẽ biết được là cái chất bọt mà whipping cream nó tạo ra nó mịn như thế nào. Thì cái chất bọt của sữa rửa mặt Melano CC này nó cũng sẽ mịn như thế, và thậm chí là nó còn nhẹ hơn, nó còn tơi hơn và nó còn bông hơn nữa. Nên là mỗi lần mà Trinh sử dụng em này cho lên trên mặt của mình á, thì cảm giác giống như là mình đang ập một cái đám mây vào trên mặt của mình vậy, rất là thích luôn. Đối với cái sữa rửa mặt này thì Trinh sẽ dùng với cả máy rửa mặt và có khi là Trinh dùng trực tiếp bằng tay luôn. Thì cả hai hình thức mỗi lần mà Trinh sử dụng xong thì đều cảm thấy là da mặt của mình rất là sạch, rất là sướng. Đặc biệt là với sữa rửa mặt mà sử dụng với lại thiết bị máy rửa mặt thì nó còn sạch hơn nữa. Phải nói đây là một trong những cái sữa rửa mặt mà Trinh yêu thích nhất trong thời gian vừa rồi luôn. Đặc trưng của những sản phẩm Melano CC là em này sẽ có tác dụng làm trắng da nữa, bằng việc là cung cấp những cái vitamin C và vitamin E, có tác dụng là ngăn chặn cái quá trình hình thành sắc tố melanin, là một trong những cái sắc tố mà gây sạm da, tối da, không đều màu da. Đây là một trong những cái sản phẩm khá là mới, Trinh chỉ thấy sản phẩm này trong thời gian gần đây thôi. Nhưng mà khi nhắc đến Melano CC thì các bạn sẽ nhớ là dòng này còn có rất là nhiều sản phẩm khác nhau nữa. Và mọi người rất là hay hỏi Trinh về những cái sản phẩm của Melano CC, liệu là các em này thì có một cái khả năng làm trắng da tốt như là hãng quảng cáo hay không. Thì sẵn đây thì chắc Trinh cũng sẽ review sơ một chút về những cái sản phẩm Melano CC mà Trinh mới vừa được hãng gửi tặng trong thời gian vừa rồi nha. Đầu tiên thì là mình có cái chai sữa rửa mặt tạo bọt này, bên cạnh đó thì mình có một cái hộp mặt nạ. Hộp này thì có là 20 miếng, một chai lotion và một serum. Thì điểm chung của tất cả những cái sản phẩm này thì đều có chứa vitamin C và vitamin E, như là Trinh giải thích lúc nãy về cái cơ chế hoạt động làm trắng của nó. Ở đây thì Trinh không tìm được chính xác cái tỷ lệ phần trăm của vitamin C có chứa trong những cái sản phẩm này, nhưng mà khi mà Trinh sử dụng tất cả những cái sản phẩm này thì Trinh cảm thấy là da của mình không hề bị kích ứng hay là chăm chích khó chịu. Nên Trinh nghĩ là cái nồng độ vitamin C trong những sản phẩm này là một cái nồng độ tuyệt đối an toàn và có thể phù hợp với những bạn mà có làn da nhạy cảm nhất luôn. Khi mà mọi người sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm làm trắng nào thì mọi người cũng không nên kỳ vọng là nó có thể làm trắng ngay lập tức, ngay tức khắc được, trừ khi kem trộn thôi. Chứ những cái sản phẩm mà làm trắng da an toàn thì nó sẽ giúp cho cái tông da của mọi người trắng lên từng ngày một. Chính vì vậy thì nó sẽ mang một cái hiệu quả lâu dài hơn và an toàn hơn cho sức khỏe và cho làn da của mọi người nữa. Buổi sáng thì Trinh sẽ không có rửa mặt mà Trinh sẽ trực tiếp sử dụng cái em lotion này luôn. Thì em lotion này là một cái dạng lotion mà cái chất của nó hơi sệt một chút xíu, nên là khi mọi người dùng thì mọi người có thể cho trực tiếp ra lòng bàn tay, sau đó thì mình áp thẳng vào trên mặt. Như vậy thì mình sẽ tiết kiệm hơn và nó sẽ thấm vào trên da của mình tốt hơn là so với việc mình cho ra miếng bông. Sau cái bước lotion này xong thì thật sự là Trinh cảm thấy là da của mình cũng khá là đủ ẩm rồi, nhưng mà Trinh vẫn tiếp tục follow tiếp với một cái em serum này. Thì đây là cái em serum mà rất là thần thánh. Trinh nghĩ đây là một trong những cái sản phẩm của Melano CC mà được mọi người săn đón nhiều nhất luôn. Sản phẩm serum vitamin C này thì được đựng trong một cái packaging khá là lạ so với những cái sản phẩm vitamin C khác mà Trinh đã từng sử dụng. Thay vì được đặt đựng trong những cái lọ thủy tinh có đầu dropper thì em này được đựng trong một cái tuyết màu bạc để mà có thể bảo vệ được cái chất vitamin C bên trong nó không có bị oxy hóa nhanh. Và đồng thời cái đầu drop của cái em này nó rất là nhỏ, cho nên mỗi lần mà mọi người bơm sản phẩm ra thì nó rất là vừa đủ, nó không có bị quá dư thừa. Và cái chất của vitamin C này thì nó hơi dầu một chút xíu, nó khá là giống với lại cái chất của cái chai xịt khoáng cũng của dòng Melano CC này luôn. Và mọi người apply cái vitamin C này lên thì sẽ có một cái cảm giác là hơi
bóng hơi dầu một chút xíu, nên là mọi người cần mất một thời gian lâu hơn so với những sản phẩm vitamin C thông thường để mà nó có thể thấm hoàn toàn vào trên da của mọi người. Nhưng mà sau khi mà nó thấm xong thì nó không có để lại một cái bề mặt da nhờn rít hay là khó chịu gì hết. Đó thì buổi sáng Trinh sẽ sử dụng trực tiếp bằng lotion này, sau đó thì vitamin C và cuối cùng là một cái kem khóa ẩm. Còn buổi tối thì dĩ nhiên là Trinh phải rửa mặt sau một ngày dài mình về rồi mình tẩy trang, sau đó thì mình sẽ sử dụng cái em sữa rửa mặt tạo bọt này. Sau đó thì mình cũng follow tiếp bằng cái em lotion này. Buổi tối thì Trinh sẽ không có sử dụng serum vitamin C mà Trinh sẽ sử dụng những cái serum mà có tính chất cấp ẩm nhiều hơn, hoặc là không sử dụng serum luôn. Tại vì bản chất là cái em lotion Melano CC này nó đã cấp cho Trinh một cái lượng ẩm rất là tốt rồi. Và sau đó thì Trinh sẽ follow up bằng một trong những cái mask trong cái hộp này. Một hộp này thì có là 20 miếng, thì Trinh thường sẽ sử dụng là một tuần tầm khoảng 3 đến 4 lần. Như vậy thì Trinh sẽ sử dụng hết cái hộp này trong tầm khoảng cỡ hơn một tháng một chút xíu. Thì cái chất giấy của cái mặt nạ Melano CC này thì Trinh thấy nó khá là dày, nó không có mỏng như là cái chất giấy của Hàn Quốc. Nhưng mà Trinh thấy đây là một cái đặc trưng đối với những cái chất mask giấy của Nhật thì phải. Trinh thấy là cái chất giấy nó khá là dày nhưng mà nó ôm và cái gương mặt Trinh cũng rất là tốt, và cái tinh chất mà nó cung cấp thì vừa đủ thôi. Và mọi người có thể đắp cái mask này chỉ trong vòng tầm 5 đến 10 phút thôi, chứ mọi người không cần phải đắp trong vòng 20 phút. Như vậy thì mình cũng tiết kiệm thời gian hơn, nhưng mà cái lượng tinh chất nó thấm vào da của mình cũng khá là đủ. Và thường mà sau cái bước mask này, bữa nào mà Trinh xuyên thì Trinh sẽ tiếp tục cho thêm một cái lớp mặt nạ ngủ nữa bằng kem hoặc là một cái kem khóa ẩm nào đó thôi. Còn không thì với cái mask này thì Trinh thấy đã khá là đủ ẩm mà mình có thể đi ngủ được rồi. Nhận xét chung về những cái sản phẩm trong bộ sản phẩm Melano CC này thì Trinh thấy là dùng một thời gian thì da của Trinh đúng là có cải thiện tông da, nhất là những cái đốm mà không đều màu ở hai bên má của mình và những cái đốm thâm mụn mà mới, thì Trinh cảm thấy là tầm khoảng 2 đến 3 tuần thì những cái đốm này nó sẽ mờ đi, nhưng mà Trinh vẫn tiếp tục kiên trì sử dụng. Có thể là nó sẽ mang lại một cái hiệu quả rõ ràng hơn khi mà mọi người sử dụng trong một thời gian dài hơn nữa, chứ còn 2 tuần vừa rồi thì Trinh không thể nào mà kỳ vọng những cái sản phẩm này nó có thể làm biến mất hoàn toàn những cái vết thâm hoặc là những cái vết nám trên da của Trinh được. Như là Trinh nói với mọi người, một cái sản phẩm làm trắng mà nó có một cái tác dụng quá là thần kỳ, quá là nhanh chóng thì mình rất là sợ hãi. Nó tính chất là tẩy rửa da giống như là kem trộn vậy đó. Nên là một lời khuyên cho mọi người là khi mà mọi người tìm kiếm một cái sản phẩm làm trắng da thì cái điểm ưu tiên hàng đầu đó là mọi người phải tìm một cái sản phẩm mà an toàn, để thứ nhất là nó bảo vệ sức khỏe của mình, thứ hai là nó sẽ mang lại một cái hiệu quả về lâu về dài chứ không phải là tức khắc. Thì đối với những cái sản phẩm của Melano CC này thì Trinh cảm nhận đây là những cái sản phẩm mà có khả năng làm trắng da an toàn. Nếu mà mọi người có khả năng thì mọi người có thể tạo nguyên một bộ sản phẩm của Melano CC luôn, và nó hầu như là đầy đủ những cái bước rất là chính trong một quy trình skincare routine của mọi người rồi. Còn nếu mà mọi người không có khả năng có thể mua hết tất cả thì Trinh nghĩ là mọi người có thể chọn ra một trong những cái sản phẩm mà mọi người thích nhất về texture, về tính tiện dụng hoặc là về cái sự sử dụng thường xuyên của mọi người. Ví dụ như là trong tất cả những cái sản phẩm này thì sản phẩm mà Trinh thích nhất là cái em sữa rửa mặt tạo bọt này đây. Sản phẩm skincare tiếp theo mà Trinh đã rất yêu thích trong tháng vừa rồi đó là một sản phẩm kem chống nắng đến từ nhà Sunplay có tên là Skin Aqua Tone Up UV Accents. Đây là một dạng kem chống nắng theo như Trinh tìm hiểu là được rất ưa chuộng ở Nhật, là một trong những kem chống nắng mà được xếp top hàng đầu ở Nhật luôn. Và dòng Skin Aqua này thì Trinh nhớ là có hai dòng, một dòng là Accents còn một dòng là Milk thì phải. Đối với cái dạng Accents này thì nó sẽ phù hợp cho nhiều loại da hơn, và nó sẽ cho mọi người một cái độ che phủ rất là tự nhiên, nó không có làm cho da của mọi người bị trắng, bật tông, nhìn giả, nhưng mà nó sẽ làm cho da của mọi người kiểu căng bóng và nó có một cái lớp mờ mờ nào đó trên da mọi người, nhìn da của mọi người rất là thích. Cái chất của em này thì là Accents, nó là dạng tinh chất nên khi mà nó thấm lên thì nó sẽ thấm rất là nhanh, và đặc biệt là với một cái mức giá của nó là trên dưới 200.000 cho một tuýp. Đây tổng cộng là 50g luôn. Thì Trinh thấy đây thật sự là một cái giá quá là hời. Một cái điểm nữa mà Trinh cũng cực kỳ thích ở sản phẩm này đó là trong thành phần của em này, như Trinh có nói ở một video về kem chống nắng đó, là Trinh rất là thích những cái sản phẩm kiểu dạng makeup hoặc là chống nắng nhưng mà có tích
hợp thêm những cái thành phần dưỡng da. Thì trong em này cũng vậy, trong em này có chứa HA là hyaluronic acid và đặc biệt là vitamin C nữa, cho nên là nó không chỉ có khả năng là chống nắng mà nó còn có khả năng là cấp ẩm cho da của mọi người và còn có thể làm sáng nữa. Cho nên là Trinh nghĩ cái sản phẩm kem chống nắng Sunplay Skin Aqua này á, thì mọi người có thể kết hợp với cái bộ sản phẩm Melano CC mà Trinh giới thiệu lúc nãy. Như vậy là đủ hết một cái quy trình skincare routine từ rửa mặt cho đến chống nắng luôn rồi. Cả những cái sản phẩm của Melano CC và Skin Aqua mà Trinh vừa mới đề cập á, thì mọi người đều có thể mua trực tiếp trên Lazada ở một cái gian hàng chính hãng của hãng luôn, cho nên là mình không có sợ hàng phát, hàng giả, hàng nhái gì hết. Và đặc biệt là với một cái mức giá cực kỳ hợp lý, không thể nào mà hợp lý hơn được nữa. Đặc biệt là còn có kèm theo quà tặng nữa. À, đặc biệt thì Lazada cũng có gửi tặng cho Shopee của Trinh 100 code giảm giá trị giá là 20k cho một code dành cho những bạn nào mà chưa bao giờ mua hàng trên Lazada. Nên là mọi người nếu mà có hứng thú với những sản phẩm này thì hãy check đường link bên dưới, đăng ký tài khoản, sau đó thì chọn mua và sử dụng code mà Trinh để ở đây cũng như là trong phần comment bên dưới để tiết kiệm tiền hơn nha. Sản phẩm skincare tiếp theo mà Trinh đã rất yêu thích trong tháng 2 vừa rồi đó là một em gel chấm mụn đến từ Mirad. Nếu mà bạn nào có xem những cái video trước đó, khi mà Trinh review về hai sản phẩm mà Trinh sử dụng của Mirad là một cái serum vitamin C và một cái em gel dưỡng khóa ẩm, thì mọi người cũng biết là tình yêu của Trinh đối với Mirad thời gian gần đây như thế nào rồi. Nên là khi mà Trinh thấy hãng có một cái sản phẩm gel chấm mụn thì Trinh đã rất tò mò và muốn sử dụng thử ngay lập tức. Tại vì nếu mà mọi người xem những cái video gần đây của Trinh đó, thì mọi người biết là dạo này Trinh đã bắt đầu, không phải bắt đầu nữa mà dạo này Trinh bị nổi mụn nhiều hơn trước rất là nhiều. Cho nên là cái sự quan tâm của mình đối với những sản phẩm trị mụn cũng cao hơn. Và đặc biệt là các bạn Shopee của mình cũng luôn yêu cầu mình làm những cái sản phẩm về chống mụn, trị mụn, ngăn ngừa mụn. Thế nên là Trinh thấy quá là hợp lý để mà đem cái sản phẩm gel chống mụn của Mirad này về để mà review cho mọi người. Thì em này có tên đầy đủ là Acne Control Rapid Relief Acne Spot Treatment. Đây là một dạng gel chống mụn dạng treatment, có nghĩa là mọi người sẽ chống trực tiếp lên trên cái nốt mụn của mọi người. Và để hiệu quả được tốt nhất thì mọi người có thể chống vào lúc mà mọi người vừa mới thấy mụn nó trồi lên thôi. Trong em này thì thành phần nổi trội nhất đó chính là salicylic acid, hay còn gọi là BHA, một dạng acid mà có khả năng có thể đi sâu vào bên trong lỗ chân lông của mọi người để mà lấy đi những cái tuyến bã nhờn cũng như là làm phá vỡ những cái tế bào chết mà nó bị kết dính lâu ngày ở bên trong lỗ chân lông của mình, và làm hạn chế đi cái việc mà lỗ chân lông của mình bị bít tắc và gây nên mụn. Ngoài ra thì trong em gel chấm mụn này của Mirad thì còn có chứa thành phần là cỏ xạ hương và dầu tràm, là những cái thành phần mà có khả năng chống kích ứng và bảo vệ làn da. Ngoài ra thì trong thành phần này còn có yến mạch nữa, nó có thể làm dịu và giảm sưng tấy những cái nốt mụn của mình. Hãng thì claim là sản phẩm này có khả năng là làm giảm sưng tấy, làm mụn dịu lại trong vòng 4 giờ, nhất là đối với những cái nốt mụn mà to, mụn đỏ, mụn viêm luôn. Đối với Trinh thì trộm ví là Trinh không có bị những cái nốt mụn to như vậy, nhưng mà đối với những cái nốt mụn nhỏ của mình thì khi mà mình apply lên thì tầm khoảng 4 đến 6 giờ thì mình có nhận thấy được là cái nốt mụn của mình nó xẹp lại bớt, và đồng thời là nó không có làm cho cái chỗ đó nó bị châm chích khó chịu nữa. Đặc biệt là khi mà sử dụng sản phẩm này thì Trinh cảm thấy là cái chỗ mà mình bị mụn, cái da nó không có bị quá khô, nó không có bị bong tróc lên, mà mình cảm thấy là nó vẫn rất là đủ ẩm. Một cái tiếp gel chống mụn này của Mirad thì có dung tích là 15ml và đang được bán trên website chính thức của hãng là tầm khoảng 700 mấy chục ngàn. Thì đây là một cái mức giá cũng khá là cao. Tuy nhiên là Trinh có một cái tin mừng cho mọi người, đó là Trinh có một cái code giảm giá mà Mirad dành tặng cho Shopee của Trinh, giảm được đến 50% lận. Có nghĩa là mọi người chỉ mua cái tiếp gel chống mụn thần thánh này chỉ ở mức 300 mấy chục ngàn thôi, và mua trực tiếp trên website chính hãng của hãng ở Việt Nam, và mọi người có thể nhận được cái sản phẩm này trong vòng chỉ 1 đến 2 ngày, rất là nhanh, còn rẻ hơn và nhanh hơn rất nhiều so với việc là mọi người mua xách tay ở bên Mỹ về mọi người phải chờ đợi, và còn có rủi ro là hàng phát, hàng nháy, hàng trôi nổi nữa. Cho nên là nếu mà bạn nào muốn sử dụng thử cái sản phẩm này thì Trinh sẽ để cái code giảm giá ở đây, đồng thời là trong phần description box, trong phần comment bên dưới, và mọi người chỉ việc click vào cái link mà Trinh để ở dưới phần mô tả và trong phần comment để mà mọi người mua, sau đó thì áp dụng cái mã giảm giá đó
được giảm với một cái mức rất là hời luôn. Và Trinh highly highly recommend cái sản phẩm này trong việc trị mụn. Gần đây thì Trinh có sử dụng qua khá là nhiều những cái sản phẩm mà chấm mụn như thế này. Nếu mà mọi người muốn Trinh làm một cái video so sánh các em ấy với nhau, sản phẩm nào Trinh thích nhất, sản phẩm nào Trinh nghĩ là cái độ thần thánh của nó cao nhất, thì mọi người có thể comment bên dưới nha. Trinh sẽ tiến hành làm cái video đó sớm thôi. Ok, thì tiếp theo như đã hứa thì sẽ là một thiết bị làm đẹp mà Trinh rất là yêu thích trong tháng 2 vừa rồi. Đây cụ thể là em máy rửa mặt đến từ nhà Foreo, có tên đầy đủ là Foreo Luna Mini 2. Mọi người nếu mà có xem những cái video gần đây của Trinh đó, thì mọi người biết là Trinh đang bị các cái kiểu thiết bị làm đẹp, các cái máy rửa mặt nhập vào trong người. Cho nên là dạo gần đây mình thử qua, trải nghiệm qua rất là nhiều các cái máy rửa mặt khác nhau và với vô vàn các mức giá khác nhau. Đến ngày hôm nay khi mà Trinh sử dụng lần đầu tiên trong đời cái em máy rửa mặt Foreo Luna Mini 2 này, thì Trinh có thể nói đây là một trong những cái máy rửa mặt mà Trinh yêu thích nhất. Và thật sự là Trinh rất là hối hận tại sao mình không sử dụng em này sớm hơn. Khi mà nhắc đến Foreo Luna Mini 2 thì chúng ta không thể nào bỏ qua cái công nghệ rung sóng âm T-Sonic của chiếc máy này. Với công nghệ này thì nó có thể làm sạch da của mọi người tận sâu bên trong lỗ chân lông. Nhưng mà quan trọng nhất là nó vẫn đem lại một cái sự dịu nhẹ nhất định đối với làn da, không làm cho da của mình bị tổn thương hay là bị chảy xệ. Nên là Trinh nghĩ chiếc máy này sẽ là một cái chiếc máy rửa mặt thích hợp đối với tất cả mọi người, bất kể một cái loại da nào luôn. Cái tiết diện đầu silicone để rửa mặt này thì nó được tăng cường thêm, theo như Trinh nhớ là thêm 50% nữa, để mà cái việc trải nghiệm rửa mặt của mình nó được đầy đủ hơn và nó cũng nhanh chóng hơn nữa. Quan trọng là nó cực kỳ mềm, để mà khi lên da của mọi người không hề có một cái cảm giác đau rát hay là khó chịu gì hết. Nhưng mà at the end of the day thì nó lại làm cho da của mọi người rất là sạch luôn. Em này thì theo như Trinh nhớ là có đến 8 chế độ rung khác nhau, nhưng mà cái lực rung của nó khá là mạnh, nên là thường mà Trinh sử dụng á, thì Trinh chỉ sử dụng ở tầm mức 1 hoặc là mức 2 thôi. Còn những ngày mà kiểu mình trang điểm hoặc là đi ngoài đường quá nhiều thì mình có thể tăng cái mức lên một chút xíu. Những bạn mà kiểu có da quá là nhạy cảm, quá là mỏng á, thì mọi người vẫn có thể sử dụng được chiếc máy này, nhưng mà mọi người để ở một cái mức làm sạch nó nhỏ thôi, đừng có để ở cái mức quá cao là ok. Nhớ là em này có rất là nhiều màu khác nhau, 5-6 màu khác nhau luôn á. Nhưng mà Trinh thấy đây là cái màu mà khá là đẹp và khá là mới trong thời gian gần đây, cho nên là Trinh đã chọn màu này. Trinh nhớ đây là em Sunflower Yellow thì phải. Đây là lần đầu tiên mà Trinh có một cái chiếc máy mà màu sắc sỡ như thế này luôn. Nay á thì Trinh thấy cái em máy rửa mặt của Foreo này á được bán tràn lan trên thị trường với những cái mức giá khác nhau. Có shop á thì kêu là sách tay từ Mỹ về gom được những cái đợt sale, cho nên là giá nó rất là rẻ, chỉ ở tầm mức 2 triệu mấy thôi. Nhưng mà trong khi trên web của hãng thì đang bán với một cái mức giá là 139 đô, nhưng mà có shop gom về Trinh thấy chỉ có 2 triệu 2, 2 triệu 3, và thậm chí là có những cái shop bán hàng phát mà kiểu phát lộ liễu luôn á, bán có mấy chục ngàn, 100 ngàn thôi, nhìn vô là thấy phát ngay lập tức. Nhưng mà Trinh không hiểu sao là cũng có rất là nhiều bạn mua. Nên thật sự là để đảm bảo an toàn nhất, mọi người mua được một cái sản phẩm chính hãng, rõ ràng nguồn gốc, không phải lo lắng lăn tăng gì đó, thì mọi người có thể cứ mua trực tiếp ở trên website của hãng cho Trinh. Trinh sẽ để link bên dưới trong phần description box để mà mọi người có thể mua trực tiếp và ship về Việt Nam luôn, rất là tiện dụng. Trinh mua trực tiếp và ship về Việt Nam thì chỉ tầm mất khoảng có 3-4 ngày là Trinh đã nhận được sản phẩm ở Việt Nam rồi, và không có gặp một cái vấn đề gì về hải quan cả. Thanh toán thì cũng rất tiện lợi nữa, mọi người chỉ cần có một cái tài khoản PayPal là mọi người đã có thể mua được rồi. Sự là thời điểm bây giờ mọi người đã may mắn hơn cái thời của Trinh cách đây mấy năm rất là nhiều, vì mọi người có thể quá dễ dàng mua hàng ở nước ngoài trực tiếp ship về Việt Nam mà không có một cái rắc rối nào hết. Việc mọi người cần quan trọng nhất chỉ là một cái thẻ quốc tế Visa Debit hoặc là Visa Credit, và sau đó mọi người đăng ký một cái tài khoản PayPal để mà kết nối vào là mọi người có thể mua được bất kỳ một cái sản phẩm nào ở trên thế giới luôn. Không thể nào mà tiện lợi và nhanh chóng hơn được nữa. Nên là nếu mà có thể thì Trinh thật lòng khuyên mọi người hãy mua sản phẩm ở chính web của hãng, đừng có thông qua trung gian. Mình không thể nào biết được là các shop sách tay họ nguồn gốc sản phẩm ở đâu mà giá cả có chênh lệch cả triệu bạc được, đúng không? Cái gì thì nó cũng có cái giá của nó, nên là hãy là người tiêu dùng thông minh. Mọi người nhớ là nếu mà muốn mua em này thì Trinh sẽ để link bên dưới trong phần description box, mọi người chỉ click vào và mua thôi nha.